Lặng à lên à má đi à núi lặng à ớt loan à anh à cho hỏi ôn đạt loan à bao nhiêu ôn bộ anh à cô anh à hỏi thì ôn bộ ra lại ở liền à khỏi mà em ngã đời ba kia cho nhau đại ơi năm nay bốn trăm xuôi loan chia năm nửa bốn loan trăm mưa ra đình em ơi tầm mưa bốn sàm mà non nung nghe mặn hào đã đất đã đung đứa về là theo ra niềm buồn buồn ní mà bữa sau hoa lệ bữa khai ơi hà răng hà đi uốn ma khô thần ra bệnh ơi à kham ma ma uốn sụt à kham ma dầu chỉ à mang kệ môi à tình à đâu à em mà chào ra hãy uốn nếu mà anh nói thật hơ lo ồn à ni nhớ nhọn ăn cây bóng lông kè ra bệnh cả na y cố gắng ngã nó hay mà khi em mà na ồn ăn ngày ngày bên nhau chẳng hay thương vui thế à là un cùng ha mặn hơ chớ là un à đi nhớ an bạn hiền là đuổi ra bệnh ơi cậu à ba thì em đã hỏi xong rồi cầu tư em hỏi tiếp ổn rồi phân chung đại ổn thế à em mà hỏi vậy em hơi đỡ ổn chờ đợi cậu lớn của em ra đền em ơi ôn à ơi má cây núi chờ bà vì một trà năm lầm nghiệp mấy thì biết là thầm đi rửa ôn à bỏ em mà hỏi thì là nông ổn thì chính đồ chỉ có lớp mà là em ơi ổn thương mà lớp mà chín chuồng kỳ còn em ni lớp ma mô cha bụt nơ chi chưa qua ra nề ổn na hơi cả na thi bố thật na em vậy đi đưa em mang mai em thì khô thật đi là nó hơi ổn na đã lược ha với chàng bỏ em chàng hỏi rõ ràng đỡ un lùng
ê nga hỏi mô cha nam un có mây chờ chạy mưa hay răng un con đời con chờ ngày ra nịnh nọ thầy à em má nhớ đùm mà hoa hôn à ồn à đi mở an viết lông chung trên trang đời đừng mà phối thôn phối thương mà thương lăng bầu mà lìa đôi hà đi là nà ơi hãy răng có bạn ở nhà trò riêng chẳng rằm dồn vốn ca là đôi ra rồi cả lu thì em chẳng mua bao cả dù em ở dám là cho mân em người thương bảo à đôn mà em đền cao băng bảo à đôn em lê chị hằng mương khen rơi rồi mà thôn cô cho đời bao nhiêu cái thiêng cái lưới mà oan nông vừa thuộc ơi bảo à đôn mà em đền hà ninh binh đồn xa hà nội đôn tinh quê ni ra đền em ơi thuộc em thì đứng yên thiêng đang đà thường ồn yên lê thiêng trang hôm nay về nà ơi chẳng mặt em nói thật nói tha hay em nói rồi đốn mà con phải mong ra rồi đời anh nói thật đà nó hay ngả mang an gần vui ngày ngày bên em ra nền thuộc hương nếu em mà nói thật ta nói ở tha ồn à đi hào đoạn à đời đến nhà của em ra vậy ồn à về mà răng mần ô nhà hà cho em họ đâm lột bảo nhà đưa thủy đại nà ơi chị à lo em chế sầu ra chế dâm mà đi xa áng kha bột lâm cốt cờ chẳng giỏi cả ngày nọt lứa đất lộn nát lời mà là có uốn tên bàn đôi lăm năm rải nọ ơi uốn à y ma mơ thì ha ra mơ nó nhưng à mà kiếp mà khó là nó xứng đôi ra rồi chờ chê em sầu nó hay mà khi em ăn chung khôn ngày ngày bên em chẳng là nó ơi em thì
sốt nhà lê vừa sang nhớ cơn mới mọc như hoang hoa lan thương em thì thôi chờ mà bôi thôn mà khổ đôi thân em là nào ổn là con cái quê mùa có nó rằng riêng đừng mà cười chê lại hôm nay cho đấy anh đi lời bởi vì những tiếng sốt mà khổ đôi thân em nung giờ ổn ơi chỉ mà khôn nó đậu ra nọc ở chùa em khôn em nói ôn yên rùa mang cảm ơn đại ơi cầu tư em đã hỏi xong rồi cầu tâm em hỏi tiếp mà ổn đôi phân chúng đại nợ thế thì mà hỏi vậy đại nga hơi đưa ổn ở yên ổn đời là cho ra để ngủ à mua là mày khao mày khao luôn là mày khao luôn ngủ ôn bộ ên buồn nhà ôn bữa khó lệ bữa nghèo còn cuối năm có băng cây nỉa lại để ngà mua un thú ăn cỡ na cỡ na un lốp ma thuê cỡ na đỡ ăn tuổi cả thôi nạt lời nhớ một ai ngà hơi thể tâm nhà nước này rơi chẳng khiếm má tôn má thương hiện đại mở chung xăm má chung mương la hàng ra nên ổn ổn ni nói thật cho nói ở tha xin em đừng là khó ổn má cô thần đại ơi nếu thương em mà ổn bộ thật lòng thì chắc em họ bữa nghi bữa đầu lắm vì em đại thương ổn đã nói thật nói tha một giờ năm hà la bù na ma chẳng chỉ ra vậy thì em đã nhớn thiêng đã nó hay thường em ồn hoài tiếp mà đưa ngày ngày em ồn dài ồn hơn thế ai em đã hỏi nhật đã hỏi nhi đưa ồn hỏi tiếp em thì bố cho đại em ơi thường em thì
hỏi thật à ổn à hơi đời suy nghĩ bài khi ha mắt là chẳng à cũng hay ổn à hơi hỏi à tham chương khắp đang ai quang à trường cao à chiều à rộng nhà cha sao ra giờ anh ơi hai à chơi à hỏi à bố mẹ à lời đưa em bố thật à ổn à rồi à đều à mang à đi giờ ổn à hơi ổn à đi hỏi thật đã hỏi tha ổn à chăng à võ quét chi mà phải lo đại ơi thì à ổn à hỏi nghĩa tình ơ nào thường à em bố thật đỡ mà đi à lên về giờ ổn à hơi gặp mà em thì ổn hỏi thăm liền à hỏi thăm à bố quý à mẹ hiền ra sao giờ em ơi ổn à hỏi à nga bù trả liền đưa ổn điều mắt khỏi phiền đôi bên ra hài ổn hơi bố mẹ em đã quay trở về rừng quay lưng về núi cùi đâu về là ấm rồi hãy thưởng ổn à ni lót lỡ ra lòng ớt lắm mà mong em hà đường hà chắp đường nhắm ổn đi công em ơi lớn à lên á à mắt à bố mẹ chưa tình ơ nó một nhà thân một nhà lúa một nhà mình à bữa vừa ra nên ổn à ổn à ý mang đất đã lìa lăng nhờ con dễ ngát lăng quang mang đất dày ra vậy người đồi hà mê nga hoan cành nhà trùng hà thượng ấy mai mai chủ mà xa em cô ngày ổn nếu hà mát lại đặt hà đã quay hớt loan hà thì anh mạn hà ôn chắc con gặp nhau ra rồi anh hà mang má đều đi bữa ngày nào anh mưa an mai mai chuyện lo mân em ra nền thuộc hư ôn à đã hỏi hết câu đâu chuyện sáng cậu khác mình rơi đi liền ra rồi ơi nhà em thì có mấy người mấy người
xuất sắc mày người ta phòng đời người thần người công chức văn công mày nhỏ chi năm lòng là vòng tay mày người cả chị hai mày em ruột mày nàng cô giàu rời thành nhà xuân anh đã mấy lần anh ơi bố lại muốn phân cho em cơ ngày ơi thân em à, chỉ có một nhà mình bữa cá bữa thừa bữa lâu cha yêu ra hay thoáng ơi thân em à, một nhà loa một nhà mình nhớ cần chết nà doan là cún lên á leo ra nền thoáng ơi đôi à mình má hoàn cảnh ha ra chuồng ở kha mưa chi ăn chuồng ha cửa chuồng nhà đưa la đôi chẳng đợi cả la y thương à lì em nó hay mặc khi em an ngày ngày ở bên em chẳng ngày thoáng ơi nếu à mát lời đạch hà ra đất nơ quay à thì em mà ăn hà un chắc ngày ngày bên nhau ra rồi em à mơ chi khấm đôn ngạt lời mưa hà đưa em à mẫn à un à đeo cả bữa bên nhau dọa thoáng à ơi lửa này mà có lần hà ra mưa rào à ước à chi un à cả em à rào trong khu ra rồi em à mơ mơ thật đã nó hay chờ được em thật na vắng ba ngày ngày khổ thân em ngày ổn na chị à lo em đi vượt biển sang tàu à em à con thấy người làm kẻ đẹp người giàu hơn em chẳng đợi ơi cả đi khắp góc biển chân nát lời những em chẳng khuyên an chẳng lời của em rải nói nói à lời mà anh phải à, chờ giữ à, lời à, đừng à, mà nói à, rồi mà bầu à, cười cho anh này à tin thì uốn à, lại cho tương phải chăng à, em hào à, kết phương mà em chẳng là nói ủn à ni mà là mọt là thật tha mong em đừng nói à, rồi ủn mà khổ thân ta vậy nếu à ủn à là mọt thật à, ơ tha em đi hào cỡ cửa lý nhà là hằng đại ổn ơi cái à ni con phải đợi à thời gian
xem em nói thật hay răng chăng hòa ra vậy bữa đâu má tin anh chưa ẹt nó chắc em chặt un đùi mình ngỡ thanh đùi ra giờ un thế thì dừng lại ra nơi ni đưa un tiệp ma tục rơi thì hỏi ra ơi cứ hỏi tiệp mà vậy thương đời em họ nghi họ thì phân trùng rải ồn ơi làng hà lên đinh núi đặt làng hớt loan na em bảo nhiều hoa tuổi em con chơi xuân đã giờ em ơi khẩu hà la ma xuôi muộn hơi nhưng chẳng ngày kết ban chung đời mình nền ra nền thuộc hơi khẩu hà la chưa phải hà ra xuôi kha ổn hà đi lăng hào kết ban chung nhà rên chẳng đã giỏi ổn ha đừng khi đổi em nó hay em đang khi đời ngày ngày la hòn ra nền thuận hơi chẳng mặt em nói thật ha chẳng hát lời hay em nói rồi cho đời un mơ ra rồi chính em nói thật chớ nói ơ tha em đi còn hao chúng nhà mình em nữa nên thường cậu ra ma giáo sạc ha thì cùng hơ non na cậu em vẫn còn giòn như chưa nông giờ em ơi cả đi cho em hỏi thật nàng cậu non mà giả lẫn chầu vang nên chẳng dò thuồng hơi cậu non ma giá vời hết lũ vang cày đi măng sột nhà đẹp la hàng ăn chơi nông giỏi ơi ôn à ơi hỏi tiệp vậy đi đưa em mà ôn thì đi lên về giờ ôn hơi thế em mà lặng lặng ra câu lời đưa cho ôn hỏi nga thơi bố cho cứ ngày ơi cần là cao thì là cũng cao hỏi thầm cần là đi nằm nào đơm bụng lời ơi chắc nga em nga con đới ùn đa nó hơi mà khi ùn thương an tên bàn đối em chẳng ra nên nó hơi ngày dạp ma ùn bờ quá nhà
thầy em đã bể cháu thấy ba món phẩm thôi rồi. À, thương em nữa hay chớ à, mà ôm lắm ma lý nhiều lo mân em à, nông vừa thuộc à. Cái à, ni à, là tài à, rệ ngư trang à, bầu à, răng cây người mặc áo quang là du yên rồi chớ có thật à, chẳng à, là hay un à, ngó thật à, nhầm nhà phố thân yên nông vừa thuộc à, ủn à đi mà đến tận à ra cửa làng à hỏi thăm à cái à bố mẹ răng à la hòn rơi vậy à thương à má em à nửa chớ thì à thôi à ủn à đừng mà lắm ly à, nhiều hoa lời à, cố thân à, em à, ra hài ổn à, mặt à, răng à, má đen à, nồi chữ tình ơ ni à, đưa em đồ ba ca lộn à, chia cho sang à, đi nhờ thường à, chà cà răng đi nhâm khà nhâm đang à chò đền ôn mạng à bầu đôn quang cho yên ngó trời nếu à thương à má yên à an nữa nó hay chờ mà chùm mơ thiêng đạch cha điều à cố thân à ê ngà nữa ai ồn à anh chờ bao mà phải nắng thiêng à chờ nắng ở lơi à thiểu à chi à cậu à chiên được khê cười khê bụi ra rồi ồn à bụi à thì ồn khê ồn à cười à, còn à em chết thầm mà nữa người vì à, em mà ra nên thường à. Chợ bò má măng đầm ha đầm măng hơ đi mà nhớ liềm đầm ha rác nhớ chi lôi khùng nôn rồi tưởng à răng à chơi quyệt dùng ơ liều mà là khi ăn đi khôn mà về lỡ chiều mà em mà chẳng ra nên đường nào ăn à cơm mà mặn cả chờ lớn à bơn à bỏ em mà hãy dần hãy hơn nông em đã giỏi em à má hơn cho ùn một ẹt nơ nó nhưng ùn lại hảo đỡ còn nơ đó thôi khùng ra nên thường sáng không mà un gặp ha đã chiến ở đó đưa mình xếp ha lại đưa là hát lo hát chơi ra rồi là lo em nghĩ chắc hẳn là là lo nhưng thân em à như cây à còn đó cuối cùng à dù thương em à ơi má béo dạt ha ra mấy à trôi à thạc à đi
mặc hà rác mình cứ ngồi mà chơi ra để cha tên nhà em mô cha quyết hà liêu hà mặt là khi lời đách nhà đất chiêu em chẳng ra nền thuận hơn thế à ôn na hoài tiệp hạ đầy ngơ trang hạ đỡ mình hạ xếp mà hạ xếp đang mà đi liền ra giờ em ơi em à đang khi chuẩn bị đã nó hay thường em hỏi thật đối mà phân chung về hai uốn hỏi thăm mang khả đã bao mơ lắm hỏi thăm đồn lo chín vang chốt chẳng ra đời ơi uốn hỏi đến trầm đình ngơ lang thăm quê thăm quán mùa mang cam ơn ra hải ồn năm nay chớ mưa xa ồn hơi quê bật na lô đại nga rồi mang nga cày ra hai bồn nga phải năm mà thiên hà bật na mùa hà đình trời nhà ôn đưa chùm rúa bữa cơm cô ngày nà bảo hòa đôn ma nhất xa ra vua binh nhẹ ngay mà nhẹ hoa lo là nhà mình mà anh chê chỉ ra giỏi ơi bảo hòa đôn đôn rõ đa nó hay thực tâm em khôn ngày ngày ở có chỉ ra nền ồn ồn đã đi qua xóm đã qua mương nhà em vào tại lò nhớ tương chê mưa rơi rồi ở tin đình dùng mà thầm lang nhà em nghèo khó nhật lang la hàng ra hay ồn hơi em đứng mà kiếm tồn hà đầy nga hơi bầy dơ cuộc nga không đã đổi đời khác xưa đôi giờ em ơi ồn nghèo em y càng nghèo hơn thường em ồn chữ dân chữ hơn má thương em nữa hay ồn nhà ồn má nhà rệt vạch nhớ chiều chỉ lo nó đô trong chiều đông đưa ra về đứng kế khó nửa ồn hơi khẩu ni mình chung khôn một đời mấy thương nhau rồi ồn ồn đang mà mơ thì ra mơ nó chẳng mặt luôn lộn an đôn bó răng chẳng ra liền mình mơ có một nhà ngay hạ nó cơm bụi rão ngọt nhà
mình là cho bên nhau ra giữa thương người. Thế mình mà dừng lại nơi đi đưa mà tiệp mà tục rơi thì hát trời ra rồi chờ con nó nữa un hả ơi đuổi mình kết nghĩa kết tinh ba liền ra giờ thoáng thế em mà đi lược dọc đang đưa cho ôn na bước rộn ràng theo cầu cương lại ơi ôn na ơi đỡ em nói chữ tình nơi phải chăng hay chữ hả thì ban nhậu về giờ ôn na ơi em mang mãi hào chờ đi lên những vì thôi lương đổi mình phải chia tay giữa ủn thế thì bên chỉ chuộc ra đừng trao vườn xuân con đang đợi vườn đào con mong ra rời ơi vườn xuân còn giang dừ ùn hơi đôi mình trục lì vài lời cho thường thôi giờ ùn hơi còn ráng má chi nữa rẽ hơi đổi mình xin chuộc vài lời đỡ nhớ xa ra vậy chuộc un lắm mà chuối bạc đâu luôn luôn khỏe mình là dấu tên ăn đại nọ hơi chuộc em má lắm xuôi ha ra quê kha cặp mạn bạn đẹp đỡ má kết diện ra nề nghiêng ơi chuộc ôn má mãi mãi xin nhớ tươi luôn luôn hạnh nhà phúc bên người em thường ra thường ôn ní đang đón đợi cầu lời những ôn chưa có cái người nó thường ra vậy đưa em chúc bốn câu cầu thương cầu nhớ cầu chớ cầu mang dài ủn thế thì má em chúc cho nàng là say đời như bướng lê như vang vào tìm đã về ùn về la má cho chuột chờ cha lên khùng khu ùn chờ lôi đó đây đứng qua cô hay ùn ơi dù cho má sông càn ra đá mòn ủn nỉ
chờ đợi em con trăm năm ra về dù trong ma khôn càn đã mòn lưỡi thương thiêng như em con như lâu ra hay ủn hơi ủn xin ma chúc lại trang mưa câu sột nhà đẹp đỡ ma nhớ lộ này cảm ơn lời chúc ủn ra nó hay lời thương thiêng nhủ gầy gầy em ủn ra hay ủn chúc em một chữ hòa bình chúc em hà chữ kết na tin trong lô đài chúc em ba chữ làm giàu chúc em bốn chữ đừng bỏ câu sang ngàn đại chúc em một miệng át lũ vang em tâm thầy đừng bỏ nàng cửa khùng ai chúc em thuận vợ thuận chôn chúc em nhớ bỏ hòa hôn trăm năm đã về chúc em mấy chữ hát lắm năm bên nhau hạnh phúc đừng mà quên em mãi cảm ơn ma lời chúc thiêng chào làm năm em ghi mai đổ vào trong tim ra ổn để ngã ni ma thời lượng hà hết đời à đưa mình dựng lại đón chờ ngày khẩu ra rồi ôn về đưa em chúc bé queo hà tiệm hà mang thiêng hộp vàng véo lại rải nở em à quên ma un ngò ra un hát lông là bên rạc mát nhớ bóng ra khu ra nền mơ chi đời ngã biển tên chim và hà ủn về bắt theo đến khẩu nhà đôi anh tùm cùng vừa thuộc hơi em ngã quê má ngất núi ngất hà đôi á cỏ biệt em ngã đứng em ngồi ra sao chẳng giỏi cả ni em đã biển tình chìm mơ và ủn măng nở hộp khẩu nhà là em ra hay ủn hơi em ơi má giữ vừng chờ lời thế đừng mà
trôi bò chở hê đôi thầy rải cả ngày má nói ngà nói ơ nghiêng đôi mình cứ vững nhớ tiếng ba chân ra hải ồn ngày nó má chim em đã chim môi em ơi xin nhớ những lời ồn yêu cơ ngày ơi đôi ngà tên ngà chim trung lẻo ớt lầy hồ cả đêm ồn như hồ ngày thì thường cô ngày ồn ê ngà quê má đến cửa ra đến ở nhà được còn em bên cho ba em yêu rải ồn về là đừng mà có về hà lô hà ba ngày lại khăm đủ mà lên chơi cũng hay thoáng ồn đang mà đời miệng đặt lũ mang nàng sơ chùm chùm em trang để ngoài sẵn đã đèn em nếu ôn mà về là quê ngã về là lô chắc em nhớ ôn em đi rô đi ra đã hay ôn ôn ai mà mắng nhớ đèn em ở trang nhưng chưa có mặt na kha mặt đang mà đi ra vậy ngày nó má sốt nhà nhật ra nó hay cờ duyên mình gặp má lại ngày ngày ở bên nhau ra hay ồn ơi ồn à quê nói với hà rỡ nhà đỡ mà đón đời cậy qua em yêu ra em ơi chú. Nói hết.